Thiên thóc chứ sao lại không làm được, không làm được gì em. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngắn nhớ nhưng ta rơi. Nếu lúc trước em nói ra, anh không xó xa đêm về, anh mang kia nắng ấm chẳng xin và lãng quên chiều thu. Người già đi mãi mãi, bỏ lại tôi với trời. Idol làm cái gì vậy? Ủa sao hỏi thế là sao? Hỏi thế thì tôi biết trả lời nào là tôi làm cái gì à trời. Chào em Miss 2K3 nha. Mẹ thấy là lãng quên chiều thu nha. Bài này không phải là của Nguyễn Phi Hùng mà bài này của Hoa Vinh. Bài tên là Lãng Quên Chiều Thu. Người già đi mãi mãi, Amon bỏ lại tôi với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá siêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn tu tìm. Sáng nghe giọng giống giọng giống Hoa Vinh à? Không giống không? Ngồi trong đêm à không, giọng giống giống ai nhỉ? Vâng, ý bà là giọng ai ta? Nguyễn Phi Hùng à? Không, không giống, không giống. Giọng Hoa Vinh nó xa xa ta. Nó phiêu hơn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ. Giọng nhẹ. Em bước đi. Giọng Hoa Vinh nó cứng hơn à? Bà ơi, cho em bị nhiệt đau quá à? Đau quá. Ghét thật đấy. Cho xin cái yêu cầu bài Hãy Là Của Riêng Anh. Thêm bị nhiệt đau á. Xin chào idol Lê Chí Trung nha. Nghe trên ba một lần. Chắc là do chàng ăn mì sao ta. Ăn đồ nóng nóng. Ủa bạn Trịnh Hoàng Tín là hay à? Mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. À vui rồi, chào Hà Xuân Minh nha. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là...
là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra vì em rất là bận không có thời gian để trả lời tin nhắn. Sorry anh Khoa Nguyễn nhá. Chẳng có ai yêu em bằng anh. Đáng sâu. Anh vượt qua mọi buồn vui khó khăn. Nay không sâu à sao? Hôm nay mình có sâu mà. Hiện tại là đang sâu em mà. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Bị sưng ở trong mày. Hãy cứ để anh chăm sóc chào em chuồng như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em. Cảm ơn anh Sơn. Không bao giờ cách xa. Sợ em chăm bỏ số nhân quà. Chắc là không đâu. Đau ấy để sao mà hát ta. Hát xong cũng thấy ấy á. Không hiểu quá. Nói chuyện thôi à. Không được, nói chuyện thì không được. Cảm ơn anh Quang Lập nha. Nói chuyện thì không. Em phải hát 5 bài trong sâu rồi vậy. Là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành. Ừ hát chứ sao không hát. Ô kìa. Hát nữa hả? Sợ. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Cái ngày hồi nào mà đẹp. Yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Có hát 5 bài rồi nói chuyện. Em đang suy nghĩ. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em. Không bao giờ cả. Em Thao ơi. Ủa anh bị làm sao vậy anh Thành? Mình có thể quay ở đâu kệ người ta chứ. Nói chuyện lại miền Nam mà. Có thể dính một số từ nào đó. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương kỳ cục thật đấy. Người ta quay cái gì thì kệ người ta. Quan tâm làm gì. Thấy nó cứ nhảm nhảm sao. Xin chào Việt Phạm nha. Mày trên VTV à? Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu xa vắng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua một hoa tươi trong theo. Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
thấy là do thằng cầm máy hay là do cái máy? Em nghĩ là chắc là do cái máy hơn. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh, anh còn giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em. Ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng ngập say mộng mơ mình sẽ mãi bên này. Tên là Vẫn Nhớ của Tấn Hưng á. Em đang bị nhiệt mà em hát không có nổi. Mỗi lần mà em hát một cái là y như rằng là cái chỗ sưng nó bắt đầu nó. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh, anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Đau miệng quá à? Em bị nhiệt miệng lớp quá à? Nó sưng to, em nghĩ nó sưng rất là to luôn ấy. Em cắm mét bao nhiêu ạ? Em cắm mét 6667 gì đấy, trong khoảng đó. Lâu em cũng không đi đo rồi. Em đo hồi đấy học lớp mấy ta? Học năm nhất đại học thì phải. Đau quá. Ghét thế nhỉ? Cái bài này cũng hay vì bài này của ai đây? Han Sara, người Hàn Quốc à? Đâu à? Hello, xin chào chủ trong Bi nha. Chấm nước mắm thì thôi rồi, cái gì chấm nước mắm nhỉ? Cái nốt nhiệt sưng của em ấy hả? Trang ra trường chưa hả? Trang ra rồi. Trang tuổi Tuất mà không biết mấy đâu, không rõ. Chắc là em sinh năm 1800 bao nhiêu đó. Cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi, một nụ hôn khi ta trở về nhau, đời mãi sẽ không phai. Vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Một lần gặp em thích chơi xin năm nay em 22 tuổi. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta.
Thực ra là hôm nay là em đi đánh giải thay cho Trang Xin chứ. Em phải tên Trang Xin đâu. Cũng tên Trang mà không phải Xin đâu. Em là Cốt, không phải Xin. Năm 39 là sao? Chào bạn ông Chiến nha. Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi pha. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Trang Cốt hoặc Trang Xin nữa. Vì yêu là nhớ. Cháu phải chào mừng chú à? Ok, chào chú. Ông Chiến mà sao chú để anh cần cu te quá à? Nếu như mà chú này chắc là chú giả mạo rồi. Thì căn bản là em không phải Trang Xin thì em là Trang Cốt sao? Thế cũng phải hỏi nữa. Cái bài này hay lắm này. Bài này hay lắm. Em thích bài này lắm. Hát ra năm ngoái có đi thi giọng hát Việt. Ở năm nay quán buông luôn. Xin này chứ đâu phải. Ừ thì em nói trêu vậy. À sao nói trêu vậy? Bộ không là trêu hả? Chắc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À bộ môn đấy là bộ môn Vainglory. Cái game đấy thì là game mobile chứ không phải là game PC á. Thì bây giờ game mobile không phải game PC nên là đánh kiểu phải dùng ngón tay cảm ứng rất là nhiều, đau tay lắm. Dùng cảm ứng thì nó khó chơi hơn là dùng bàn phím với cả chuột. Chắc là Trang nghĩ là tầm khoảng độ tầm 10-20 năm nữa thì là người ta sẽ chuyển qua chơi game bằng mobile nhiều hơn. Đấy, dùng cảm ứng nhiều hơn là sử dụng chuột với cả bàn phím. Em có chơi Crossfire không? Em không chơi ạ. Ông Vũ Thành có vẻ thích em, kệ ông nhỉ. Có mấy ông bảo đồ họa xấu mới vậy đó. Nói chung là Trang cũng không rõ lắm nhưng mà Trang cũng là chuyên ngành về thiết kế á, nên là Trang thấy là game đấy nó không phải là xấu, nó đồ họa nó đẹp chứ không có xấu đâu. Chỉ có điều mình không học đồ họa thôi, mình chỉ học khoa thiết kế mà thiết kế thời trang á, nên là mình cũng có một cái gì đấy, cũng có một chút mắt thẩm mỹ nên là mình thấy nó không xấu. Tất nhiên là game nào mà chẳng quan trọng đồ họa, vấn đề là cái game đấy chơi nó có tiện không. Tiện không là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có khó không á. Em chơi Dota 2 quen rồi thì em thấy sang game này chơi dễ á. Nhất là cái khoản mua đồ này. Mua đồ thì mình không phải đứng lâu ở ngoài cửa hàng để mua đồ á. Mình chỉ cần bấm vào cái đồ là nó tự xếp vào trong túi luôn á. Chơi cái đấy thì nó nhanh. Là bản thân Trang thấy thế. Còn mọi người nghĩ sao thì Trang không biết. Nhưng mà
cái game đấy thì nó thấy nó dễ dễ chơi. Đồ họa không đẹp thì ít người chơi. Ai bảo anh thế? Cái game Dota 1 thì đồ họa đâu có đẹp đâu. Sao lắm người chơi thôi. Dota 1 với cả cái game gì nhỉ? Đế chế, đúng rồi. Đế chế bây giờ vẫn có người chơi ấy. Tại vì nó hay, đúng rồi. Đồ họa nó chỉ là, chắc là em nghĩ nó chiếm khoảng độ 50% chăng. Nhưng mà vấn đề là cái game nó phải hay, nó đáng để chơi. Hết bài sôi động mà em đang bị nhiệt đâu. Không biết có hát được không nữa. Em bị nhiệt. Đế chế là dành cho dân bách khoa đúng không? Của đế chế à? Rất mấy khoa chơi nhiều game lắm mà. Game như game nào cũng có chơi. Người ta bảo là hôn nhau nhiều thì sẽ khỏi nhiệt hả? Chào sinh trai, chào thầm yêu của em. Trang nghĩ là hôn nhau nhiều thì càng bị nhiệt chứ. Em nghĩ là nếu mà hôn nhau nhiều chắc là bị nghiện nặng hơn. Cái gì trường nào lấm trai trò vậy? Hôn nào nóng nhiệt à? Cái đấy là giống như kiểu bùng cháy. Hôn nhau nhiều đáng nghiệt à? Gọi là gì nhỉ? Phát triển cái vi khuẩn có lợi. Không sao rồi, ấm nhầm nút. Nếu bỏ tao ra chí hả? Nhiệt không sống được đâu. Nên tao xin chào Đỗ Khải nha. Hôm nay em tham gia cái game nghe tên á. Em tham gia thì nói chung là em là đánh ở vị trí của một bạn tên là Trang Xin đó, chứ không phải em tên là Trang Xin. Mọi người gọi em là Trang Xin. Mà em không có nick. Có nick của em nhưng mà em không nhớ mật khẩu. Thế là xong rồi em phải gọi bạn Trang Xin vào để lấy nick của bạn ý chơi. Lúc đấy tưởng là mình không được chơi. Bởi vì là lúc mà em giờ chơi game ngồi click chuột thôi. Ai chơi game ngồi click chuột cơ? Có ba hả? Có ba chơi game click chuột hả? Sắp tới chắc là không chơi nhiều đâu. Có ai xem phim Đấu Trường Ảo chưa? Phim Đấu Trường Ảo là thế giới game trong tương lai á. Là khi đó là con người sẽ nhập vào trong cái thế giới đó. Xin chào bạn Airline nha. Phim về Trang xem cũng hay phết.
phim đấy được xem được tháng mấy ta? Tháng 3, tháng 4 gì đấy. Xem hay. Mà cái cặp đôi mà ấy ra cái game á, tức là kiểu phá đảo cái game đấy, thì về sau thì họ lại quyết định là bỏ cái thế giới game đó và họ sống với cuộc đời thật của họ. Phá đảo xong game thôi, về với cuộc sống thật. Nhưng mà hình như cái người, cái anh nhân vật chính là được bao nhiêu tiền từ cái vụ đó. Nhưng mà hình như về sau là có bán cái tài sản để đi hay sao ấy. Rồi ở công ty về sau hình như thế nào ấy, có được cái tài sản nữa mà. Phim đấu trường ảo á. Cái bài này về cánh hoa tàn. Cả cái phim gì nhỏ, phim gì mà em xem là phim cái gì nhỉ? Cái phim gì mà có cái ông The Rock á? Chào buông ngải nhá. Phim gì có ông The Rock đâu chọc chọc ý. Mà ông ấy đóng phim gì ta? Cái phim mà nhập vai vào một cái game á, tên là gì ta? Quên mất cái tên rồi. Cái gì Jumanji? Hôm nay mới chiếu công chiếu. Chó làm gì có người yêu đâu mà đi xem kỷ Jura rồi. Trang ở đây chắc không đi xem phim nhiều. Bận lắm. Không có thời gian đi nữa. Tùy á, có hôm mình đi, hôm mình chả đi nữa. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Về đi công viên kỷ Jura, Trang chưa xem phim đấy, không biết có hay không, có ai xem rồi không? Có ai xem công viên kỷ Jura rồi không? Quay lại hòn đảo. Lâu rồi không đi xem phim ấy. Đi làm không rồi. Xin chào bạn Sululu nha, Sululu lắm không gặp. Đời em vẫn đơn côi. Còn không em. Mày nghe buồn đúng không? Có bài gì vui vui không ta? Bài gì vui vui nhỉ? À, về bùa yêu đúng rồi. Quên mất nhiều thay bùa yêu. Bùa yêu và các sản phẩm tạo kiểu khiến bắt đầu trồng thiếu sức sống. Người thiên thời. Tao lưu tí nhạc không idol. Chào bạn Điền Tũ nha. Tao lưu nhạc là sao hả bạn? Sao lại tao lưu nhạc? Có phim kinh dị thì hay không? Không biết luôn. Sai người sai thời điểm thì không có vui đâu. Đấy là bài hát buồn mà. Buồn ngại Trang ơi. À bây giờ mọi người ngồi chia sẻ kinh nghiệm cho em đi. Đây cho nhanh. Em chưa có người yêu nên là chia sẻ kinh nghiệm cho em nhận biết được người đàn ông như nào gọi là tốt. Nên em hỏi mấy anh.
không được giao lưu rồi. À đúng rồi, tôi không được giao lưu thật. Hướng dẫn Trang đi làm chồng rồi. Người đàn ông tốt là yêu cô gái nào và vài tháng sau cô đó đi lấy chồng. Thua. Xin chào xem chùa nha. Đi. Vậy còn người đàn ông không tốt, người đàn ông không tốt thì sao? Thì chắc lấy được vợ hả? Tại vì Trang thích hỏi có được không hả? I love you. Mình thích được hỏi đấy. Có được không? Bộ không được hỏi à? Vì mình đâu phải là con gái đâu. À đông tốt là thằng bà. Thực ra em thấy có nhiều người là đông tốt có lấy được vợ mà. À mà Quốc Anh. Bởi vì đấy, Trang thấy là những người là đông tốt thì họ có vợ hết rồi. Nếu như mà chưa lấy được vợ chắc là vẫn chưa tốt. Thật mà. Đàn ông tốt đâu có lấy được mình đâu. Đàn ông tốt tìm với nhau hết rồi. Lấy vợ, lấy vợ là hết tốt rồi. Thật không? Cần người chăm mới tốt được. Nói chung là lừa con gái nha, người ta mang về nhà mình. Lừa đấy là mang tính chất giao tích cực, đúng không? Thế làm gì còn tốt nữa. Nhưng mà đấy là xấu theo tính chất tích cực mà. Cũng không phải là, có phải là xấu lắm đâu. Lừa đấy là lừa mang tính chất tốt, đâu phải cái gì lừa mà xấu. Em có mệt không bình thường nhá. Lừa mang tính tích cực. À nhớ rồi, trai tốt thì tin. Thì tin cách. Trai tốt thì cái gì? Trai tốt thì tìm cách, trai xấu thì biện lý do. Ừ đúng rồi thì sao hả bạn? I love you. Đúng rồi thì sao bạn? Sơn lì lì vợ rồi. Chào bạn Vô Phương nha. Bài này hay chứ. Của chị Bu hay nhỉ. Rồi thứ bảy em có sâu. Em biết rồi anh ơi. Ủa tôi thứ bảy em có sâu à? Để xem lại xem nào. We'll be right back.
Ờ đúng rồi, tao thứ bảy không có show thật nè. Thứ bảy có show lúc 21 giờ luôn hả? Ủa, cái gì ạ? 21 giờ. Chủ nhật cũng có show luôn. Thế là 3 show à? Tụi em có show lúc 21 giờ, trời ơi. Thế là không đi chơi rồi ngồi. Đúng cái gì hả anh Thành? Anh Thành gần khác đi cái gì không mà chả hiểu nữa. Nếu quên thì anh gọi điện nhé. Không cần đâu anh Sơn ạ, không phải gọi điện cho em đâu, em tự biết đường đấy. Chào cậu chủ nhá. Cảm ơn anh Sơn. Có cái bài gì hay hay không cho em nghe ta? Bài gì nhỉ? Bài gì mới ra này? Đừng lo anh đợi mà. Đừng như thói quen, không phải về đấy bạn ơi. Không phải về đó. Ừ đúng rồi, đừng lo anh đợi mà. Chính xác. Nhìn Trang lúc đi off video ngoài dễ thương kinh khủng. Ủa bạn gặp tình ở sự kiện gì hả? Tạm biệt em đã lâu, sắp về đến. Có gặp nhau ở sự kiện chưa? Hôm nay có gặp nhau chưa? Gặp chưa? Nhà anh không thật xa. Mới đây mà anh đã thấy trong vắng tương tự bởi vì em là. Chào anh đỉnh cao nha. Em là thiên thần may mắn. Em là sao trời rọi sáng. Có em anh ở đâu sẵn mà. Dẫu cho về tình yêu chưa, vết thương của em chẳng có. Đừng lo anh đợi mà. Em ơi bao lâu mới đến ngày mai. Đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường về chẳng còn chẳng còn em mãi. Như đường mình đi mãi đây. Chạm vào đôi môi mềm mại. Cảm xúc lâng lâng ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đã tỏa trong tim anh. Tim mình vô địch mà. Từ từ. Tim mình vô địch mà. Là tim nào nữa? Tim nữ hả? Hay là tim nào? Anh bảo là tim mình vô địch là tim nào nữa? Tim nữ hả? Tim strong girl nào? Tim em hả? Ủa? Bạn vô phương này là con trai con gái à? Nếu như bảo là tim mình thì chắc là con gái hả? Phương hả? Tim em thì quá là Phương thôi ta. Em là thiên thần may mắn. Em là sao trời rọi sáng. Có em anh ở đâu sẵn mà. Bye bye anh nha. Bye bye anh đỉnh cao nha. Vết thương của em vẫn còn.
đừng lo anh đợi mà. Em ơi bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay thì sao lại trôi quá dài. Đừng về trong mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mãi đây. Chẳng chưa tập lời bài này đâu. Bài này có mấy cái đoạn nó hơi bị nhanh. Mình là chai tim soda lemon, là tim vô địch hả? Vô phương hả? Nó tên là vô phương. Vô phương trong vô phương cứu chữa. Tim soda là tim vô địch cả. Để xem nhé. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lâng lâng ngất ngây, tình yêu như một ngày. À Võ Phương, con trai con gái ạ? Chắc con là con trai. Tôi đã tranh vô địch cả. Dù chỉ còn đặc biệt với ai đó, em nông, chủ nhật lại đi ăn tôm hùm biển á. Em vợ chủ nhật à? Ở chủ nhật thì em phải đi học. Yeah.
lâu không gặp. Mấy tháng không gặp anh Thảo ta? Ờ, một tháng. Một tháng đúng không ta? Từ tháng tháng 5 đúng không? Ờ. Tháng 5 đúng không ta? Em đoán thế. Không biết có phải không? À, một tháng à? Ừ thì em nói là một tháng. Một tháng không gặp anh gì nữa. Từ tháng 5 đúng không? Từ khi về Hà Nội. Đâu có. Lúc mà Trang sâu ở Sài Gòn là Trang vẫn gặp anh Thỏ. Vẫn thấy anh Thỏ vào mà. Nói chung là giờ thấy anh Thỏ có khỏe không nhượng. Một tháng nhanh vậy sao? Nhanh chứ. Một tháng nhanh lắm. Vì cái là hết tháng rồi đó. Em gái mưa. Trang bật cho bạn nghe. Trang bây giờ Trang đang bị nhiệt mà Trang hát không có nổi nữa. À có cái bản bản gì? Bản Bùi Yêu Hay. Khói bụi và các sản phẩm tạo kiểu khiến tóc tôi trông thiếu sức sống. Nhà tạo mẫu tóc khuyên dùng Tresemmé. Hay đó. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là hát học tiếng mèo kêu ạ? À? Vâng, bữa sáng em hát. Rồi lần gửi đến vô tận vẫn tươi mà. Anh chót vô tình. Thì để mai anh nghe thiên thần trong anh. Ờ đúng rồi, quên, trong bị nhiệt. Em sắp theo con đường của anh Thỏ. Anh Thỏ là bất động sản đúng không? Em sắp theo con đường của anh nhưng mà em làm trong Sài Gòn. Cực mà khổ lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Anh Thỏ là được mấy năm rồi. Tại vì Trang thấy không biết tại sao nữa, chả biết tại sao mình lại chọn bất động sản. Không biết 3 năm rồi. Chắc là 3 năm mình cứng được nhỉ. Thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Xin chào Tiểu Bảo Bối nha. Trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình. Thương em như là em gái. Đừng lo lắng cho em khi mà em vẫn còn yêu anh. Cần phải có duyên mà. Là phụ thuộc vào may mắn hả anh? May mắn thì dày á. Trời. Có mấy em có may mắn không nữa. Em đã bao lần điên sáng. Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà anh đã dành cho anh. Giờ mây đen quyện thành bão sông tố đang dần kéo đến. Trời non hao hức đang đợi mưa. Dần sớm lên ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời. Có nhớ yêu nhưng đến khi ai đó trôi từ trời đất như dùng chuyện một người phá mộng. Trời ơi mệt lắm anh ơi, phải học đủ thứ. Trời
anh làm về bất động sản là bất động sản chung cư hay là bất động sản đất nền hay là bất động sản? Nhưng mà hình như là em làm chung cư chắc là nó đỡ cực hơn. Rồi là người đến vô tận chẳng sao được sự tan. Chung cư gì đỡ à? Chung cư chắc đỡ cực hơn một tí. Thương em như là em gái, đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vẫn tìm. Nhưng mà dễ thì ăn ít. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sâu bờ môi, ấm mắt dịu dàng với anh. Em đã bao lần niên xa nhìn trên cao. Sao lại thế ạ? Anh là anh làm về gì? Anh làm là làm cực thì ăn nhiều, tức là lười làm thì ăn ít. Còn nếu như mà chăm chỉ thì sẽ ăn được nhiều á, đúng không? Trong giấc mơ buốt lạnh. Nói chung là em mới làm được có bao nhiêu lâu ta? Vi! Vi ơi! Vi! Em làm được có... Mày biết tin gì chưa? Thầy Vũ thấy nhập viện. Ngày chưa được một tuần. Mà sao mà hoài thế? Thấy cái gì nó cũng khó mà. Để cho tao mượn xe nha. Chung cư dễ thì ăn ít à. Chung cư nào mà nó to giống kiểu là chung cư kiểu xịn xịn á thì ăn được nhiều đúng không? Chung cư bên em đang làm là chung cư tầm khoảng độ tỷ 2 đến tỷ 4 là chung cư mua á. Thì 2 đến 4 á là cũng gọi là cũng ổn ổn. Mà đâu phải mỗi ngày đều bán được à. Kiếp ngày nào mà cũng bán được chắc giàu rồi anh. Em nghĩ chắc một tháng mà được tầm một căn hay là hai căn ba căn thôi là quá sung sướng rồi. Càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sâu bờ môi, ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần yên giấc nhìn trên cao vầng trời yêu. Vâng, thế em mới nói. Anh bảo là đâu phải ngày nào cũng, đâu phải mỗi ngày đều bán được. Tất nhiên là nếu như mà ăn này phải tầm một tháng mới bán được. Tính theo tháng chứ, tính theo ngày thì có mà chắc là thành tỷ phú rồi. bốn tháng liền hít vào đông. Sao nghe có hay để cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp, trông như ánh mắt anh, xanh như chuồng non núi, dù chỉ là gió thoảng. Đen thôi đỏ quên đi à. Cái gì nhỉ? Bên này cũng hay nhỉ. Em mấy giờ thì ngủ à? Em ạ. Em cũng sắp hết show rồi này. Còn 2 phút nữa. 2 phút nữa là hết show rồi. Hồi Tết anh cũng bị dành một miếng 2k/m². Hai tháng nó ăn được gần 100 triệu.
Là nói thành cách của anh à? Lấy ra là anh phải ăn đúng không? Khách sổ vào, khách sổ vào. Trời ghê à? Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa, rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em, rồi những năm tháng em đêm hạnh phúc qua đất tung có giả. Nhưng sao bây giờ mọi người chuyển qua làm bất động sản nhiều rồi? Em thấy bây giờ nhiều người qua bất động sản bán là chi phó giám đốc chi nhánh mà vài cướp khách của anh á. Liệu mình sao có gặp nhau như ngày xưa khi đông về, nhẹ nhàng anh sẽ hát. Thế hả? Wow, chết rồi. Vậy anh ơi, nếu như mà em mà có khách thì em sẽ không được nói cho những người trong ngành đúng không? Không nói cho những người ở trong phòng, trong nhóm này, hay là trong ngành đúng không? Không có nói cho bất cứ một ai đúng không? Của mình em ăn thôi đúng không? Không có nói đúng không? Ok. Tình này anh sẽ mãi trao về em như ngày xưa. Yeah. Vì là giá trị tháng dư nó cao. Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa, rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Thể lực chết thì chết một mình. Rồi những năm tháng em đêm hạnh phúc. À không kịp tay với. Giờ chỉ còn yêu thương. Anh đổ lên chưa? Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye. Không biết mai.